Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game Easier the Horror Game. Chính là tựa game đầu tiên mà mình sẽ chơi video này. Cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Đây là một tựa game rất là hay, có sự truy đuổi của con boss này. Sẽ chơi cái map này. Chúng ta sẽ phải đi thu thập 20 cái bao tiền. Khi tìm đủ 20 cái bao tiền thì chúng ta sẽ giành chiến thắng trong tựa game này nha các bạn. Nhưng con số 20 có vẻ nhiều nhưng mà cũng nhanh thôi. Đây là mình đã thu thập 2 cái bao tiền rồi này. Rất là nhanh. Ở đây có một con bóp rất là kinh khủng đấy. Con bóp đang ở tầng trên các bạn ạ. Mình sẽ lên trên đó và đối đầu với nó. Không đối đầu trực tiếp được, mình chạy thôi. Trong cái trò chơi này không có cái cách nào để ta tấn công boss cả. Oh man. Mình sẽ tăng tốc độ chạy. Nó sẽ đuổi theo người ta rất là dai. Gió rít rất là mạnh. Cả bao tiền nữa thôi là mình sẽ phải chiến thắng. Nào sẽ đi xuống đây ra. Đang đi tìm khắp mà ở trên không gian tầng 2 luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái cánh cửa này, sẵn sàng chiến thắng trong tựa game. Bây giờ thì mình sẽ review Granny Chapter 2. Đéo ăn. Let's go. Thank you.
Móng của Slenderina này, ẩn lấp. Nghe tiếng bước chân của ta đang di chuyển ở đâu đó quanh đây. Review tựa game tiếp theo Slenderina The School. Thank you.
Khi đủ tăng cấp là chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Mình đang chơi những cái game mà mang tính chúng ta phải đi tìm kiếm. Cái hay ở chỗ là chúng ta sẽ phải tìm kiếm để giành chiến thắng ở trong tựa game. Tất cả những căn phòng chúng ta qua đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu chúng ta muốn chiến thắng cách nhanh chóng, chúng ta kiểm tra một cách sơ sài thì chúng ta sẽ mất công. Cầu trì và chúng ta sẽ phải đối diện với bà sẽ người ra nữa đó. Cái thỏ báo ta có xuất hiện như này, cái thanh này nó sẽ thấp đi dần dần từ màu xanh chuyển sang màu cam và sau đó là màu đỏ đậm. Nếu mà nó hết thì chúng ta sẽ thua cuộc luôn các bạn. Horde Slenderia chính là tựa game tiếp theo. Chúng ta nhìn vào
thua luôn, không còn cơ hội nữa. Chu chính là tựa game tiếp theo. Bỏ qua phần giới thiệu.
okay? I can't believe it. You all turned into pigs. Bằng cái súng điện. Get out of this place. I need to find help. Sẽ review tựa game Poppy Mobile. Yes. Yes, sir. Mở cửa cho tôi mau, nó sắp đến nơi rồi. Quá đáng sợ.
final log in relation experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, these events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. Nó sợ quá. Và bây giờ sẽ là Stickman Escape Clip 2. Tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.